bình thường là mình sẽ dùng khi ăn món này. Nhưng ý mình là mẹ nhìn này, cái gì đấy mà vấn đề là món ngon nhất của McDonald's anh chỉ được về thôi sao hả Ronald? Mình đã hạ ông già KFC với gà rán của mình, và hôm nay mình sẽ xóa tên tiếp theo trong danh sách đen của mình. Đúng rồi, mình sẵn sàng chiến với anh rồi, Ron Ronny. Chào mọi người và chào mừng đến một video nữa của Nathan Nam. Hôm nay chúng ta sẽ làm một fish au fillet khác của Nathan. Mà ô trong chữ fish au fillet nghĩa là oh yeah, không phải là OMG. Mình đã vô ăn gì thế này? Ở Mỹ, những người duy nhất ăn McDonald's là sinh viên sẽ dùng, và đứa trẻ mà cho mẹ không đủ yêu thương chúng để nấu cho chúng những món ăn thật sự. Nhưng sẽ là giả dối nếu mình nói là việc đầu tiên mình tìm trên GrabFood khi mình xin không phải là McDonald's. Và nếu mình sẽ làm mắc giá trên mình vì ăn McDonald's thì bảo đảm mình sẽ gọi một fillet of fish 100%. Nó là món ngon nhất trên menu của McDonald's. Đúng hiểu Simon, tất cả món ở McDonald's là rác, nhưng món này là vua của vùng quốc rác. Nên trước khi chúng ta có thể làm sandwich filet cá ngon hơn thì mình phải thử ăn sandwich này. Bình thường là mình sẽ dùng khi ăn món này. Nhưng ý mình là mẹ nhìn này, cái gì đấy mà chúng ta có thể làm thôi mà. Rồi, ba chìa khóa gia đồn filet of fish sẽ là cá, nước chấm và bánh bun. Hãy bắt đầu với cá. Mình đã mua vài filet cabasa và cắt nó hình vuông dòng filet of fish. Và bạn có thể thấy filet of fish có football zone, nên đây là bí ẩn đầu tiên chúng ta cần giải quyết. Mình nghĩ panko là bộ chiến sứ sẽ cho filet này giòn, nhưng chúng ta muốn làm phú bột mùi vị thơm ngon độc đáo, và mình nghĩ mình có ý tốt. Bam! Snack thông cây. Cái này là món ăn vật rất phổ biến ở Việt Nam. Cái này sẽ làm phú bột hoàn hảo. Chúng ta chỉ cần xấy cái này để làm phu bột. Oh yeah, cái này sẽ rất đơn. Alright, đây là cách làm phu bột đơn giản. Ít muối cho filet cá. Và thiếu, cho vào bột mì, vào trứng, là phu bột. Rồi, rất đẹp. Để rán đi. Trong khi filet này đang rán, hãy làm chiếc quả sổ hái và làm nước sốt thỏa lòng dành sáng ăn. Bình thường là filet of fish có sốt tartar sauce, nhưng pickles khá khó. It was at this moment that he knew. He khá khó thêm ở Việt Nam, nên mình sẽ làm sốt cũng ngon, nhưng sốt mà mình biết bạn có thể thêm tất cả nguyên liệu. Sốt này là garlic aioli, và sốt này sẽ cho sandwich này lên hàm cao mới. Làm sốt này tụi mình cần mayonnaise. Mình thích mayonnaise là QP màu đỏ. Parsley là dầu nhiều mori, và có thể mua parsley ở store đặc biệt, nhưng store có nguyên liệu nước nào. Nhưng nếu bạn không có thể thêm parsley, bạn có thể dùng ngò gì cũng được. Thôi, chan vàng, không phải chan sàn, muối và tiêu. Mayonnaise, muối, tiêu, parsley.
Và chàn vàng, đúng đây mình bất cạp bạn dường chàn sáng, nẻo khó, bạn sẽ là thần thiết theo trong dàn sắc đen của mình. Và khuấy lên. Nhìn đây, tuyệt đẹp. Và ngon cây, bắt đầu không có cửa mà. Chìa khóa thứ ba và cuối cùng để làm kiệt thác này là bánh bun. Thật ra mình không thích làm bánh, nhưng bạn bè của mình James của nhà hàng Bắc Bắc yêu thích làm bánh. Và anh ấy làm bánh bun ngon nhất ở Sài Gòn. Và anh ấy dùng vấn này để làm sandwich gà rán ngon nhất ở Việt Nam. Nên nếu bạn ở Sài Gòn, bạn phải thử ăn sandwich này. Link Facebook của Bắc Bắc ở miêu tả bên dưới. James đã đưa cho mình vài buns xanh này và nhìn những bầy đẹp này. Woo! Wow! Perfection! Rồi! Cá, phô mai, nước sốt và bánh bun mình đã nướng trên chảo một chút. Những bầy đẹp đã sẵn sàng đi quấy rồi. Nên hãy khuấy đi! Đầu tiên là bun. Tiếp theo, phô mai, cá và một muỗng lớn sốt này. Oh baby, what? Hai muỗng. Yeah. Và miếng còn lại. Đơn giản là đẹp. Và mình bảo đảm chắc chắn là ngon hơn McDonald's. Cửa sự thắt đầy rồi. Bạn sẵn sàng chưa? Alright, here we go. Oh yeah. Nhìn đây. Mình nghĩ chúng ta làm được. Hãy xem nào. Mình có cần phải nói không? Cần không? Không gì so sánh được. Sốt này quá ngon. Và phô bốt có ít vị. Là snack thơm, thấy? Kabasa, filet kabasa. No, chính xác. Và bun này. Bàn bun hoàn hảo. Cuộc chiến này đã hoàn thành trước khi chồng người. Thật sự, mình bỏ lại cái này trong hộp. Cái này không đáng để nhìn sổ với kiệt thác này. Alright, I gotta get one more bite. Wow. Chắc chắn các bạn phải làm sandwich này. Đây là thành thu hại trong dàn sách thức ăn nhận mà mình đã hàng. Vậy ai tiếp theo nào? Các bạn cho mình một cái tên bằng các comment hay nhắn tin mình ở Facebook. Món nào sẽ bị hạ tiếp theo. Ok các bạn, video này xong rồi. Như thường lệ, cảm ơn các bạn đã xem video này. You guys are the best! Nếu video này làm cho bạn vui thì chia sẻ với các bạn của bạn và họ cũng có thể vui như vậy. Và nếu bạn chưa like trang Facebook của Nate Nam, đến Facebook và click like of trang Facebook của Nate Nam. Mình chia sẻ hình ảnh và meme và nhiều điều khác với YouTube. Ok, that's it for today. Cảm ơn các bạn đã xem phim này và mình sẽ hẹn gặp lại tuần sau.